nghệ sĩ Xuân Hương từng phải đến đồn công an giúp người tình của Thanh Bạch. Không chỉ vậy, người thân của nữ nghệ sĩ còn bị Thanh Bạch gọi thiếu tôn trọng là mấy người. Sau hàng loạt những tiết lộ sóc về cuộc hôn nhân cách đây hơn 13 năm với MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương tiếp tục kể lại những tháng ngày cô như một xác chết trong nhà. Nữ nghệ sĩ bọc bạch, cuộc đời cô là những chuỗi ngày không bằng phẳng, không một chút bình yên đến mức cô đã quen với điều đó sau lần thanh bạch công khai với người tình là thợ cắt tóc nam nghệ sĩ xuân hương như xác chết trong nhà con chồng cô lại rất yêu đời ăn diện bệnh bao đi từ sáng đến tối thời gian hiếm hoi ở nhà anh mở nhạc tình liêm diêm đôi mắt hôn đắm chìm trong hạnh phúc anh bắt đầu sáng tác nhạc với những lời yêu thương tha thiết ước mơ về cuộc tình chỉ có đời uy ngương ở một cõi xa nhân gian không ai lấp ló rình mò anh cứ ra rạ nhét mấy lời thống thiết đó vào tai tôi như ở chốn không người hay nói chính xác hơn là anh hát một cách hiên ngang coi tôi như khúc gỗ hay đã hóa đá hoặc cái xác không hồn tôi vẫn ráng cự quậy lo cho con tôi như một kẻ mộng du vẫn đưa đón con đi học vẫn nấu ăn cho con nhưng tôi như một kẻ vô hồn nghệ sĩ xuân hương chia sẻ không chỉ vậy cô tần phải đến đồn công an để giúp người tình của chồng trong một lần người này bị hành hung vì anh ta đa đang ở nhà của xuân hương nên cô phải tới làm việc vì thấy công an thanh bạch xấu hổ không dám bước vào nên buộc lòng nghệ sĩ xuân hương phải ra tay trở về nhà cô quyết định đuổi người tình của thanh bạch đi nhưng nam mc lại khóc lóc vì điều này sau đó thanh bạch bỏ nhà đi và chuyển sang sống với người tình tiếp đến nghệ sĩ xuân hương còn kể lại việc thanh bạch gọi mẹ vợ chị vợ bằng cụm từ mấy người và còn tỏ ý nghi ngờ Thanh Tú không phải còn của MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương. Những ngày qua, khán giả ngỡ ngàng trước những tiết lộ của nghệ sĩ Xuân Hương về cuộc sống hôn nhân cách đây 13 năm với MC Thanh Bạch. Mọi việc bắt nguồn từ một bài viết có nội dung là MC Thanh Bạch cho biết nguyên nhân ly hôn là do cả hai thiếu sự lãng mạn. Sau khi xem xong bài viết, nghệ sĩ Xuân Hương chua chát kể lại cuộc hôn nhân đủ mọi tuổi hơn, đau đớn và cả sự nhục nhã của mình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô sống như ô xin trong nhà với một người chồng già trưởng, bản thân phải làm hết việc nhà, bị chồng cầm dao dọa giết. Cả hai thường xuyên cãi nhau, nhiều đến mức nữ nghệ sĩ thấy đó như công việc chính hàng ngày. Mọi chuyện càng khiến khán giả sốc hơn khi Xuân Hường tiết lộ thái độ của Thanh Bạch lúc cô hỏi, nếu mình chết chồng có khóc không? Trước hàng loạt chia sẻ vạch mặt của vợ cũ, Thanh Bạch dường như không mấy quan tâm mà anh còn vui vẻ hội ngộ đồng nghiệp trong một sự kiện gần đây. Mạnh Quỳnh lên tiếng về tên bị độc quỵ, suy sụp sau khi Phi Nhung qua đời. Vừa qua, ca sĩ Phi Nhung qua đời đã để lại nhiều niềm tiếc thương cho gia đình, giới giải trí và khán giả. Là đồng nghiệp thân thiết gắn bó lâu năm với giọng ca bông điên điển, ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng không giấu được sự đau buồn và xót xa. Suốt hơn 2 tháng qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về tình hình sức khỏe, cuộc sống của dòng ca 7X sau khi người tình sân khấu của anh mất. Ở buổi giao lưu với trung tâm Thúy Nga tại Hải Ngoại, Mạnh Quỳnh đã làm rõ những thông tin không đúng sự thật. Cụ thể, Mạnh Quỳnh cho biết không có chuyện anh đã dọn nhà đến gần nơi ở của Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung. Thông tin anh bị độc quỵ suy sụp cũng chỉ là tin đồn, rất phi lý. Tôi không hiểu sao lại có những thông tin như vậy. Tôi đi đến đâu khán giả cũng hỏi làm tôi rất buồn. Thôi thì mọi người còn thương, còn để ý thì tôi mừng. Nhưng những lời động thổi như vậy không làm cho tôi vui đâu. Mạnh Quỳnh cho biết thêm, từ đợt tang lễ của đồng nghiệp được tổ chức ở Mỹ cho đến nay, anh chưa gặp lại Wendy Phạm. Nam ca sĩ cũng mong muốn người cháu mà anh quý mến có cuộc sống riêng, yên bình sau biến cố. Nhắc lại kỷ niệm với Phi Nhung, Mạnh Quỳnh kể rằng cả hai đã có sự kết hợp ăn ý ngay từ những ngày đầu biểu diễn trích đoạn tân cổ giao duyên thời đó khi nghe đồng nghiệp tâm sự chưa từng học qua trường lớp nhưng anh đã nhiệt tình hỗ trợ nếu phục phi nhung bởi sự đam mê và cố gắng khi trở thành cặp song ca đình đám cả hai có thêm không ít kỷ niệm khi đi thu đi diễn cùng nhau mạnh quỳnh tiết lộ anh và phi nhung từng xảy ra mâu thuẫn đến mức tuyên bố sẽ không làm việc chung song mọi khúc mắc đều được giải quyết ngày đó chúng tôi giận nhau đến mức đem cả chuyện lên mạng xã hội chia sẻ tầm bậy tầm bạ xong bị khán giả mắng mọi người bảo sao tôi lại nói phi nhung như vậy nhưng thật ra tất quá giờ nghĩ lại thế thường lắm nguyễn tuyết đột ngột qua đời ở tuổi 29 khuya ngày 19 tháng 1 thông tin người mẫu nguyễn thị tuyết bị tai nạn đột ngột qua đời ở tuổi 29 khiến cho không ít người bàng hoàng ngay khi nghe tin buồn siêu mẫu xuân lan bày tỏ Bé ơi, an nghỉ nhẹ nhàng ra đi, hết vất vả và hết khổ rồi, thương em. Người mẫu nhà trúc xót xa chia sẻ hình ảnh của đồng nghiệp xấu số và viết, thương em. Người mẫu Lê Thúy, Thùy Dương, Hoàng Anh cũng không giấu được sự đau buồn. Nguyễn Tuyết sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia Việt Nam Next Top Model mùa giải 2011. Ngay từ những vòng đầu tiên, Chân dài chín ít đã gây chú ý khi sở hữu vóc dáng đẹp, gương mặt biểu cảm và đôi môi dày cuốn hút. Tuy nhiên phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh như Hoàng Thùy, Lê Thúy Trà My, cô dừng chân ở top 6 chung cuộc. Năm 2012, cô tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh nhưng chỉ đạt thành tích top 30. Sau khi góp mặt ở hai cuộc thi lớn, cô hoạt động nghề người mẫu cầm chân và sống kinh tiến đời tư. Nhà báo Lại Văn xăm và dàn sao việc gửi lời chia buồn khi biết tin bố MC Anh Tuấn qua đời. Vừa qua, MC Anh Tuấn thông báo tin bố của anh, giáo sư âm nhạc, nhà giáo nhân dân Vũ Hướng qua đời. Trên mạng xã hội, nhiều sao việc đã để lại lời chia buồn gửi đến nam MC và gia đình. Vừa qua, MC Anh Tuấn đích thân thông báo tin buồn trên trang cá nhân, anh đầu xót viết Tạm biệt bố, nhà giáo nhân dân Vũ Hướng, goodbye dad, love you so much. 26 tháng 10 2021. Nhiều khán giả cùng bạn bè đồng nghiệp như MC Lại Văn Sâm, Đình Tiến Dũng, Thành Lam, Thành Hương, Đàn Lê, Trương Anh Ngọc, Phí Linh, Hoa Thanh Tùng, ca sĩ Văn Mai Hương, Võ Hạ Trâm, rapper Pháo gửi lời chia buồn đến gia đình MC Anh Tuấn. Diễn viên Quang Anh bày tỏ sự thương tiếc, con xin chia buồn cùng chú và gia quyến ạ, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân viết, em xin chia buồn cùng anh và toàn thể gia đình vẫn nhớ hình ảnh bác mỗi lần ở khoa, ở trường, vẫn rất giản dị, điềm đạm và hết lòng với chuyên môn và sự nghiệp giảng dạy. Vẫn nhớ bác mỗi lần xuất hiện trong các hội đồng chấm thi. Vĩnh biệt bác, một nghệ sĩ tài tâm, đất vẹn toàn. Mong anh Vũ Anh Tuấn mạnh mẽ vừa qua nỗi mất mát lớn này. Cầu mong bác về nơi Tây Phương cực lạc. Nghệ sĩ Minh Vượng chia sẻ, vĩnh biệt anh, nhà giáo nhân dân, chia buồn cùng gia quyến. Giáo sư âm nhạc nhà giáo nhân dân Vũ Hướng, sinh năm 1934 quê tại Hà Nội. Ông từng là diễn viên, tham gia hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Ông Nguyên là phó giám đốc nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ông được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú và đã nghỉ hưu năm 1988. Hai ca sĩ nhóm ATA tử vong vì tai nạn giao thông đó là hai ca sĩ Chí Ngôn và Gia Khang thuộc nhóm hát ITA đã tử vong khi điều khiển xe gắn máy tông vào đuôi xe tải. Cái chết thương tâm của hai ca sĩ trẻ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Vừa qua, Công an xã Phú Riền, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước cho biết đã có thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến hai người tử vong. Nạn nhân là hai ca sĩ Nguyễn Chí Ngôn, 32 tuổi và Lâm Gia Khang, 26 tuổi. Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 ca sĩ Chí Ngôn và Gia Khang điều khiển xe máy lưu thông trên đường hướng từ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đi thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình lưu thông đến đoạn đường qua khu phố Phú Thịnh, xã Phú Riền, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ xe máy của hai ca sĩ tông vào phần đuôi của xe tải đang đậu bên lề đường. Do tốc độ lao nhanh nên hai ca sĩ này đã tử vong tại chỗ. Nhóm được thành lập từ năm 2012 được nhiều khán giả biết đến trong đó chỉ ngôn là trưởng nhóm. Cả ba đã biểu diễn rất sôi động những ca khúc nhạc trẻ và cả những bài hát mang âm hưởng dân ca. Tôi rất quý mến nhóm hát trẻ này, họ rất đam mê dốc hơi sức khi biểu diễn trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Hồng Vân xúc động nói. Chí Ngôn là ca sĩ trẻ đi hát đơn ca nhiều năm, anh rong ruổi khắp nơi, biểu diễn tại nhiều sân khấu ca nhạc. Đến năm 2012 thì gặp ca sĩ trẻ Gia Khang và kết hợp thành nhóm hát. Nhiều ca sĩ trẻ biết đến nhóm hát này đã đến chia buồn tại hai đám tang được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước.